chào mọi người nha, rất vui gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng xem tàu Super 5 cập bến nha. Đây là một góc máy quay khác của mình đó nha các bạn. Ngồi bên đây trời trong xanh ha, nước rất đẹp luôn. Anh đang chạy cập bến dần vô. Bến rồi. Chiếc Super Đông 8 rất là lớn, mình xem. Và xem sóng không, chạy vô sóng nè, dưới tận rồi. Chú bánh tàu nè, rất là lớn luôn các bạn. Đây là chiếc Phú SS nè, 5 sao. Rất là nhiều tàu ở neo đậu nè. Anh dừng lại là anh sẽ quăng neo rồi, sẽ bắt đầu cập bến thôi ha. Đây ngoài này có chiếc tàu kéo, tàu sắt kéo này, đang chạy vô nè mọi người. Wow, chiếc tàu kéo nha mọi người, xem nè. Quá lướt sóng rồi. Hôm nay là ngoài biển, chắc biển động. Chỉ có chiếc xà lan thôi. Xem tàu kéo nè, chạy ghê không á. Quá sóng. Mấy tàu kéo này thường anh xài động cơ, cái động cơ Yanma hoặc là động cơ Cummins nữa các bạn, có turbo là cái chạy mạnh lắm. Để coi anh chạy tới đâu, quá sóng. Trước mình cũng hay quay một số video, mình hay lên tàu kéo để mình quay kéo xà lan ngoài biển các bạn. Các bạn có xem rồi đó. Hiện tại thì mình đang đứng ở ngay bến tàu Rạch Giá nha mọi người, ở Kiên Giang mình. Trời, quán chạy lướt sóng nhìn đã quá.
quá sống. Đó, các bạn xem mà cái ảnh càng chạy gần gần vô ha, biết ảnh có cặp bến ở trong đây. Rồi anh cặp bến ngoài kia. Mấy chiếc tàu kéo sắt này là ở đây thường ít gặp lắm, cái này của Long An. Tụi mà ảnh kéo mấy cái xà lan bon đó các bạn. À, để di chuyển mấy cái cát đất gì ngoài đó đó. Còn anh quẹo ngoài đó, anh đậu ngoài đó luôn quá. Nên có xà lan anh cũng có tàu kéo chứ. Đó, xà lan bon các bạn. Đây, rồi, ok.